Xin chào các bác, chào mừng các đến với shop bên cầu Nhật bãi của em. Chúc các bạn mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một clip nữa nhá. Hôm nay thì sẽ về cho các bác một chiếc cần thuộc cần VIP. Nói chung là nó cũng tầm trung khá thôi, chứ chưa phải cao cấp hẳn. Một chiếc cần của Simlo nhá, bản Tewin Power. Còn bao còn hộp, à quên, nhầm còn bao thôi, còn hộp. Còn bao zin. Ngoại hình cực kỳ đẹp, độ cứng 30, tương đương 33 cần rút, ngoại hình đẹp, quen gold. Đấy, thì một lát em sẽ đăng cho bác xem nhé. Đấy, các bác xem clip của em ngày hôm nay mà ưng cái nào thì báo cho em. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326 267 369, em để góc màn hình nhé. Đấy, các bác cứ ưng là bác báo cho em, gọi điện qua Zalo, số điện thoại đều được nhé. Đây số 1 sẽ làm chiếc cần Tewin Power nhé, một chiếc cần 4m5 cứng CX, ngoại hình đẹp tầm 98-99%, có thể nói là đẹp hết cỡ nhé, quá đẹp. Một chiếc cần 3 khúc của Nhật sản xuất. Con này thì nó được trang bị dàn khoen là khoen loại xứ xích cơ nhá, xích gold nhá. Xích gold là loại xích VIP nhất hiện tại, bây giờ chưa có hơn. Khoen Fuji 25, chất liệu cực kỳ đẳng cấp cơ nhá, màu cực kỳ đẹp, chống dỉ 100% cho các bác. Đấy, ngoại hình đẹp, bát là bát Starlit nhá. Rất là đẹp. Rồi, một chiếc cần CX của dòng Tewin nhá. Bản này thì các bác nào thích đẹp, thích bới vào đấy con này. Con này còn rất là mới ạ. Cân nặng cho bác này 470g. Có đối chạm nhá. Con này bỏ đối chạm ra thì nó sẽ còn khoảng tầm 2.7 ly nhá. Đối trọng các bác, con dòng này rất là nhẹ nhá, em bỏ đối trọng các bác này. Bỏ đối trọng thì cần này còn rất là nhẹ. g. Đây, con này có đối trọng một lít rồi nhá. Rồi ok, mã số 1. Mã số 1 có giá là 6.200.000 các bác nhá. 6.200.000 bản Fan Gold. Còn bản khoen bình thường thì rẻ hơn một chút nữa. Rồi xong mã số 2. Đấy, cây số 1 thì nó hơi mất công tí rồi, vì nó dòng cầm đắt đắt tiền một chút xíu thì không quay lâu. Cây số 2 làm chiếc cần bản cốt tùm nhá. Chất liệu là carbon hyperx của Shimano, cũng được sản xuất tại Nhật. Dài 4m05, cứng cũng là CX. Nhưng cái bản này thì dễ rẻ hơn bản kia nhé. Bản này khoen là khoen xích. Đấy, con này thì bát sẽ là bát Fuji tem vàng. Khoen Fuji. Khoen này thì nó không như khoen đằng kia, con này sẽ là khoen gập, khoen đầy cổ hơn nhá. Nhưng mà phôi con này nhìn rất đẹp. Ngoại hình đẹp 99% quá nhá. Ngoại hình con này quá đẹp luôn. Một chiếc cần xuất sắc để cho bác sưu tầm, hoặc là bác có thể câu. Bác làm thích mới đẹp thì đánh con này nhá. Con này có hai cái cuốn cần của Si luôn nhá. Đấy, con này thì em bán rất là nhiều rồi. Ngoại hình đẹp không gì phải soi rồi, cần không lỗi làm gì, cân nặng cho bác này. 490g. Ngọn con này là 3.1 ly thôi nhá. Dòng này ngọn thì to. Giá con này là 3.500.000. Mã số 2. Đấy, ngoại hình đẹp xuất sắc nhá. Còn ngoại hình mà nó tầm trung thì nó sẽ rẻ hơn một tí. Mã số 3 này. Số 3 sẽ làm chiếc cần sút nữa này. Đây sẽ làm cần sút dòng sút Nidder nhá. Thì sút Nidder thì em cũng báo các bác là nó có tổng cộng là 3-4 đời. Màu đỏ và màu xanh dương này sẽ của Chila sản xuất nhá. Màu trắng và màu xanh lục ngọc bích ấy thì là của Indo. Màu mắm tôm là của Nhật nhá. Đấy. Đấy, con sút Nidder này được trang bị khuyên là khuyên xích, vân là vân hai da toàn thân. Đây nó có vân, có nhìn rõ không ạ? Cái vân nó treo treo chéo hai da toàn thân này. Thì cái dòng này bắt buộc em phải quay nghiêng cho bác nhìn có dễ thấy nhá. Bát con này sẽ là bát đời mới. Đây là một chiếc cần để cho bác đánh nục đầu cần. Đấy, một chiếc cần khoen xích nhá, không lỗi làm gì.
Cái đầu cần này, cái đầu bu này người ta có câu nhá, nó có bị xước một cái lớp sơn phủ màu tro ở đây thôi nhá, còn bên trong là thép chống rỉ nhá. Tất cả cái này đều là phủ sơn hết nhá, một thời gian sẽ bong lớp sơn này ra, bên trong sẽ có một lớp thép chống rỉ bên trong. Và con này dài 4m25, cứng EX để cho bác đánh đầu cần cân nặng này, 350g, ngọn 2.6 ly. Con này lấy bác là 2.400k này, mã số 3. Mã số 4. Số 4 về cho bác được một chiếc cần AuroCAD nữa nhá, dài 4m50, cứng EX. Một chiếc cần của Nhật sản xuất, AuroCAD là Nhật sản xuất cơ nhá. Đây, phôi có nhá, phôi dòng này thì cực kỳ đẹp. Con này có định vị lóng cho bác nhá, định vị lóng gốc và lóng thứ hai. Phôi bên trong cực kỳ đẹp. Xuất sắc các nhá. Cân nặng này 450g. Ngọn là 2.3 ly. 1.200k mã số 4. Mã số 5. Số 5 là một chiếc cần sút leader nhá, bản leader tầm Indo. Sản xuất tại Indo, tầm trung. Đây sẽ làm chiếc cần sút leader và gần đây em cũng ít lấy nhá. Con này thì ngoại hình có xước đâu nhá. Các bác có thể ý là gốc là người ta đã cầm người ta đánh bạc rồi. Xin nhờ gốc đang có xước nhá. Xước một mặt thì lại không xước. Đây một mặt lại không xước gì. Được trang bị khuyên bát Fuji này. Có định vị khuyên. Con này phôi bên trong thì có xước răm nhá. Đấy, có xước. Dòng này thì là một dòng khá là hot. Cũng rất nhiều người chơi. Giá nó cũng không đắt. Cân nặng là 430g. 2.4 ly. Con này lấy bác là 1.600k nhá. Cực êm nhá. Cứng DX, cứng 27. Đấy, bị xước, còn nếu nó không xước thì nó vẫn chịu chín. Rồi, sang mã số 6. Số 6 thì sẽ làm chiếc cần VIP nhá. Cần này thì cũng ít gặp, nói chung là cũng chưa gặp khách. Nhưng mà dòng này giờ đang không có mấy đâu nhá. Dòng này sản xuất khá là lâu rồi. Một chiếc cần ProSuit được sản xuất tại Nhật. À, tất cả các dòng ProSuit đều sản xuất tại Nhật các nhá. Tất cả các dòng và tất cả các đời luôn. À, con này có chiều dài là 4m1 và zoom được nhá. Bác nào thích đánh lục dài thì có đánh con này, còn như lục thì chỉ có 4m25 quay đầu thôi. 4m rưỡi thì cũng bắt đầu là ít gặp. 4m8 zoom này thì không có, và 5m4 thì càng hiếm nữa nhá. Con này là có chế độ zoom. À, một chiếc cần lục cứng 30 của Shimano bản zoom, được trang bị khuyên bát Fuji 6 nhá, cực kỳ đẹp. Định vị lóng và có định vị khuyên cho bác luôn nhá. Vân hai da lên tận trên ngọn luôn. Đấy, phôi bên trong còn rất là mới, rất là đẹp nhá. Đấy, con này thì cũng rất là đẹp nên em không soi sâu bên trong, các bác chỉ cần thích ít thông số ngoại hình thôi, còn bên trong đảm bảo các bác là rất là đẹp. 4m1 zoom, 4m8 cứng 30, cân nặng là 500g, 506g, ngọn 2.6 ly. Con này lấy bác là 3.700k nhá. Mã số 6. Mã số 7. Mã số 7 sẽ làm chiếc cần sút Power màu xanh dương của hãng Daiwa, sản xuất tại Chila, xuất Nhật, được trang bị bát Fuji, khoen Fuji. Còn rất là mới nhá, gần như là mới 99% luôn các bạn, không có xước gì luôn. Rất là đẹp. Đấy, một chiếc cần rất là đẹp của Daiwa nhá, sản xuất tại Chila, xuất Nhật thì con này nó có chữ Nhật này. Đấy, bản này thì có sản xuất tại Chila và Hàn Quốc nhá, cân nặng. Nhật nó không sản xuất dòng tầm rẻ này. Nặng là 385g, ngọn 2.43 ly. Nếu các bác là 800 ngàn con này đó nhá, rất là mới, mã số 7. Mã số 8. Số 8 sẽ làm chiếc cần của Long Sút. Đây là một chiếc cần em thấy gặp là nó có sản xuất cần lục và chiều dài bằng chiếc cần ISO là 5m3, cứng 27 các nhá. Đây sẽ làm chiếc cần Long Sút. Đấy, bản này thì giá mới nó loanh quanh từ 4 đến 6 triệu. Còn 6 triệu một cây thì là đúng nhất. Con này là ngọn này sẽ có định vị lóng có nhá. Ai ngọn định vị khuyên. À, nhưng mà lúc lấy về thì tôi nghĩ là nó ngon lành, nhưng mà rất tiếc nó đang bị lỗi có nhá. Con này là đang bị lỗi. Thứ nhất là cái dàn khuyên của con này nó là khuyên màu đen. Dàn khuyên sẽ là khuyên đen. Con này đang được sửa.
có nghĩa là không phải sửa mà người ta thay thế thành một dàn khuyên trắng. Khuyên trắng ở đây thì có một chiếc khoen xịn nhé, có một chiếc khoen xích chứ sao, khoen khoen đầy mới. Nói chung dàn khoen đang bị thay, và thứ hai nữa chiếc cần này nó đang bị thay mất cả một cái lóng luôn. Các bạn có thể thấy là cần này nó sẽ là màu đen quá nhá, còn cái ngọn này đang được cái lóng thứ hai này đang được thay được một chiếc cần sút sang. Cái vân này thì giống vân của si nhưng mà nó là màu khác, sinh ra là giá con này sẽ giảm hẳn quá nhá. Con này nếu mà dự kiến của em lấy về bán khoảng tầm 1,9 triệu đến 2 triệu một cây, bản 53/2027 này, nhưng mà con này nó đang bị lỗi này thì lấy các bác rẻ hẳn đi nhá, lấy các bác 1 triệu tròn, cắt lỗ nặng là 470 g, ngọn 2.37 ly và đấy các bác là 1 triệu con này nhá. Đây 5m3 cứng 27, sang mã số 9 này. Số 9 sẽ làm chiếc cần dài 4m cứng 25, con này làm chiếc cần bản siêu tầm nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của Ruby, được trang bị vân là vân hai da hai lớp đấy, vân trồng vân nhá, vừa vân hai da vừa vân caro. Bát là bát Stylite dòng thép chống dỉ, khuyên sẽ là khuyên Fuji nó xứ xích. Đấy, vân hai da cực kỳ đẹp nhá, Ruby bản vân này gần như đẹp nhất. Đấy, đít cũng rất là tinh tế nhá, con này được sản xuất tại Nhật. Con này thì giá cân nặng này 350 g, ngọn 2.2 ly, nếu bao là 1,7 triệu nhá. Mã số 9, mã số 10 này, mã số 10 là con clip của ngày hôm qua nhá. Nhưng mà con này các bác là không mua hơi phí, thực sự là cực kỳ phí luôn. Con này là con cần cực kỳ lẩy 48/3 của Daiwa, ngoại hình rất là mới, không có xước gì luôn. Bản này thì khá là cổ rồi nhưng mà cần rút ra và vẩy thì cực kỳ lẩy các nhá. Nó là 48/3 các bạn. Và được trang bị dàn khoen là khoen gold nhá. Khoen gold loại xứ xích. Em đã test và thấy độ lẩy con này cực kỳ cao và cực kỳ thanh nhá. Riêng cái con cần này trước em đã có hạ tay và đi câu dịch vụ một lần rồi. 54/4, câu cực kỳ lẩy luôn. Đấy, một chiếc cần còn nguyên bản hết nhá, 48/3, dòng khoen gold của Daiwa, chất liệu carbon quicker đời cổ, nặng là 235 g, ngọn là 1.26 ly, giá là 1,100 triệu nhá. Con này cực kỳ ngon. Rồi tiếp theo sang mã thứ 11 sẽ làm chiếc cần tay chậm máy nhá của LFT. Bát là bát titan, dài là 7m2 thôi nhá, vân là vân hai da như này. Bản này cực kỳ hiếm thôi nhá, bản này rất là hiếm luôn và rất là đẹp, cũng rất nhẹ nữa, zin hết không làm gì, bên trong cũng rất là đẹp có nhá. Một chiếc cần tay chậm máy cực kỳ đẹp luôn, ngọn là vân hai da tận ngọn luôn. Đấy, mọi thứ rất là ok. Một chiếc cần tay chợ máy 7m2, 7m2 giờ là quá hiếm của dòng tất cả các dòng rồi. Nặng là 290 g các nhé, gọi là 0.8 ly. Con này các bác là 1,800 triệu. Mã 12 sẽ là một chiếc cần của Simlo các nhé. 12 sẽ làm chiếc cần Simlo, dài là 54/4 có nhá, một chiếc cần chất liệu carbon là Hypo-X, vân hai da. Đây, vân này thì rất là khỏe nhá, dòng này cho bác đi đánh chép. Đấy, cực kỳ ngon, chép 6-7 cân các bác bò bằng chết nhá. Con này còn rất là mới, khuyên dòng này sẽ là khuyên Fuji nội xứ xám, bản khuyên trắng. Đấy, cần thì sẽ đời hơi cổ một xíu nhưng mà phôi cực kỳ tốt cơ nhá, phôi dòng này cực kỳ khỏe luôn. Một chiếc cần mã thứ 12, 54/4. Dòng này thì nó sẽ là dòng bọc lực nhưng nó hơi nặng một xíu nhá, nặng là 390 g. Ngọn là 1.48 ly. Hôm nay lấy bác là 1,3 triệu một cây này thế này, đấy, còn một cây bán lốt là hết này. Mã thứ 13. 13 làm chiếc cần 53/4 của Daiwa nhá. Dòng Direct Power, được trang bị vân là vân hai da như thế này. Bên trong ngoại hình còn rất là đẹp. Khoen bát Fuji, phôi còn long lanh luôn, nói chung là còn rất là đẹp quá nhá. Một chiếc cần 5m3/4 ấy, bản này thì bây giờ đang cực kỳ hiếm nhá,
mua lẻ một cây bây giờ Nhật nó đang trả 3 triệu. Đấy, về Việt Nam bán cho bác rẻ. Thì bao nhiêu cân nặng này? 340 g. Gọi là 1 chấm 1.8 ly. Con này đấy bác là 2 triệu tròn này. Mã 13. Đấy, mã 14, mã 14 sẽ làm chiếc cần đẹp cuối cùng của ngày hôm nay, còn lại sẽ là cần lỗi và giá rẻ nhá. Mã 14 này sẽ làm chiếc cần đợt 5. Đấy, một cây đợt 4, một cây đợt 5 nhá. Cũng là Direct Pro, hai con là chất liệu như nhau, ngoại hình đẹp như nhau nhá. Ngoại hình cực kỳ đẹp. Các bạn thấy này, ngoại hình còn rất là sáng quá nhá. Đấy, các lóng đều đẹp. Khoen đẹp. Không lỗi làm gì. Đợt 5 nữa nhá. À, cân nặng này. Con này 408 g. Gọn 1.96 ly. Giá là 2.300.000. Đấy, đợt 5 này sẽ đắt hơn nữa nhá. Rồi chuyển sang cây thứ 10. 15 này giờ đi sẽ là bán phôi cho bác nhá. 15 sẽ làm chiếc cần bị lỗi. Đây là chiếc cần của Daiwa, dài 5m3, đợt 3. Ở chất liệu carbon là mono carbon. Ở dòng này thì ở gốc nó sẽ có hai chỗ ngấn nhá. Một cái ngấn ở đoạn này và một ngấn như này là được người ta gia cường và người ta ngấn cổ nên rất là đẹp. Ở bên trong ngấn này rất là đẹp nhá. Có hai lóng ở dưới thôi. Phôi bên trong còn rất là mới. Con này hơi tiếc là em không có đồ nên khuyên, đồ nên khuyên con này khoảng tầm 800 k nhá. Bản này thì cần rất là lẩy, ngọn vân carbon vân vải. Con này chỉ bị hụt mất một tí ngọn, lúc gãy đầu bu thôi, tầm 2-3 phân. Còn lại rất đẹp nhá, bán cho bác bộ phôi này, 5m3 đọt số 3. Về cho bác hạ tay đánh con này thì đánh chép 4-5 cân ngon lành luôn. Cân nặng này 258 g. Gọn 1.4 ly. Giá 600 ngàn bộ phôi này nhá. 16 này. 16 sẽ làm chiếc cần dài dài 39. Một chiếc cần của Alpha Taco. Dài 39 của Alpha Taco nhá, một chiếc cần sút lỡ, con này độ cứng nó khoảng tầm 20. Ở đây sẽ làm chiếc cần bán cho bác bộ phôi thôi nhá, về cho bác có thích hạ để làm cần tay đánh bạo lực đấy, tại vì dòng sút mà hạ tay thì nó khỏe lắm, nó cứng lắm. Cần này đang bị lỗi dàn khuyên nhá. Khuyên đế ba vỡ và khuyên đầu bu cũng hỏng, bán cho bác bộ phôi này thôi. Cái đít này cũng bị lỗi luôn. Nếu bác là 350 k này. Đấy. Còn nếu đít còn thì 400. Mã thứ 16. Sút thì nó sẽ nặng là 340 g. Ngọn 2 ly. Đấy, mã 16, sang mã 17. 17 sẽ làm chiếc cần của LFT nhá. Con này có chiều dài là 5m3. Đâu nhìn nét này, 5m3 đọt số 1 nhá, một chiếc cần của LFT bản Arvensi. Bát này sẽ là bát đúc nhá. Đấy, vân bên trong là vân hai da, vân bên trong còn rất là đẹp. Ngọn nối long phụng nhá. Dòng cần này khẳng định các bác là đi câu là cực kỳ lẩy luôn. Riêng cái bản Arvensi, cái bản này cần rất là cứng nhá. Cân nặng vào giá cho bác này 210 g. Một chấm 0.3 ly, giá là 800 ngàn con này nhá. Phôi cực ngon luôn. Cái riêng bản Arvensi màu xanh dương sẫm mà phủ sơn này. Rồi sang cây thứ 18. 18 sẽ là một chiếc cần của Shimano, dài 6m3. Chất liệu sẽ là chất liệu carbon. À, cần thì không lỗi làm gì nhé. Con này là carbon, kiểu dòng carbon cổ ấy, nên là nó sẽ hơi dịu và hơi dẻo nhé. Nó không thanh, không đanh như dòng carbon hiện tại bây giờ. Đấy, quen bát Fuji. Cần này thì 6m3 các bác nhé. Nó ghi chữ carbon Shimano đây này. Nhưng mà ngọn khá là mềm. Cân nặng cho bác này 300 g. Ngọn là 0.77 ni, nên các bác là 450 k này thôi nhá. Con này khá mềm, em không biết hiểu sao nó hơi mềm, nó là carbon nhưng mà khá là mềm nhá.
nó mềm như phíp vậy. Mã số 18 nó có 19 này. 19 sẽ làm cho cần của Gamma nhé. Đây sẽ làm cho cần Gamma đời hơi cổ một xíu. Dòng này thì cần nó sẽ dịu. Đấy, cần bo cong tròn. Gamma có hình siêu nhân ở đây nhá, hình tam giác. Con này ở đây nó ghi chết rồi, nó không ghi chiều dài ở đây rồi. Lóng to thế này, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. Con này chiều dài là 5m4 cơ nhá. Con này chiều dài là 5m4. Đọt tương đương đọt 4. Dòng cần này thì sẽ rất là dịu quá nhá. Đây này. Đấy, cần cái bản gamma của bản này thì cần khá là dịu. Cảm giác bo cá thì khá là sướng, thân hơi to một xíu thôi. Dòng này thì cân nặng và giá đó này. 380g. Loại 1.9 ly. Giá con này thì bác là 600.000. Tương đương đợt 4 các bác nhé. Về các bác con này, các bác đi câu chép dịch vụ, các bác cứ bo bằng chết cho em, khẳng định các bác cực kỳ ngon luôn. Mã số 19, 600.000. 20 sẽ làm trước cần của hãng Pro Mariner, dài là 3m, zoom được 3m6. Cái phần chân keo này hơi bẩn một tí các bác nhé. Cần này bát gôn đồng hàng đấy. Có chế độ zoom 3m3 và 3m6. Con này thì cần không lỗi gì đâu nhá, vẫn còn đủ khuyên, vẫn chạy được. À, khuyên bị lai nhỉ? Khuyên bị lai. Phôi màu xanh, nói chung là còn không ăn câu vấn đề gì. Nặng là 160g. Gọi là 111 ly đấy các bác, là 400 con này thôi nhá. Bị lai khuyên. Mã 21 này, trước cần cuối cùng này. 21 sẽ làm trước cần của hãng Pro nữa nhá, dài 4m rưỡi. Con này được trang bị bát hãng, khoen hãng. Đấy, chất liệu carbon. Con này thì khá là lẩy nhá. Dòng này khá là lẩy, tương đương đọt 2, 4m rưỡi đọt 2. 170g. Ngọn 1.2 ly, cũng nếu bác là 400.000. Đấy, hôm nay nếu bác là 21 cây. Thì các bác xem clip của em ngày hôm nay và ưng như nào thì báo cho em nhé. Hẹn các bác vào clip tiếp theo. Bye bye.